Fantastic các bạn nha. Hôm nay Trang sẽ gửi đến top 5 một phiên bản mà các bạn cũng đang quan tâm rất là nhiều. Thay vì bây giờ các bạn chọn phân khúc 155 thì vẫn có một số anh chị mình quan tâm vào 150 đúng không? Thì bên Trang sẽ hỗ trợ quay cho các bạn xem những cái màu zin của nhà máy mà hiện tại là bên Trang đang có sẵn ở đây ha. Thì Trang đang đứng ở đây là 4 màu và 4 phiên bản khác nhau luôn ha các bạn. Thì bên đây thì Trang thấy là sẽ có phiên bản từ 2022 và 2023 luôn nha, cho các bạn dễ lựa chọn ha. Và giá hiện tại nó chỉ trên là tầm khoảng từ 500 tới 1 triệu đồng tùy theo mỗi màu thôi các bạn. Giá nó sẽ dao động tầm khoảng là từ 42 tới 43 triệu ha. Và giá Trang báo thì lúc nào cũng đã bao gồm thuế VAT rồi. Các bạn chỉ cần tính cho Trang thêm phí biển số nữa là xong rồi ha. Nếu mà các anh chị nào mình chưa rõ về thuế VAT thì có thể liên hệ ngay cho Trang là 036 2973 808 để Trang hỗ trợ và tư vấn cụ thể hơn để các bạn dễ tham khảo ha. Thì đối với dòng xe Tiguan phân khúc 150 như thế này thì các bạn chỉ cần đưa trước cho Trang tầm khoảng là từ 5 triệu trở lên ha, thì các bạn có thể sở hữu được một em Tiguan như thế này rồi ha. Thì đối với phiên bản mới thì thay vì cái dàn áo nó bự hơn thì phiên bản này nó sẽ nhỏ và gọn hơn cực kỳ nhiều cho các bạn luôn ha. Nhưng mà Trang nói là Trang thấy khi mà các anh chị mình đánh giá về cái con này hiện là kiểu như là phản hồi rất là tốt luôn á mọi người. Kiểu như là mình trải nghiệm á, mình thấy con này cực kỳ êm thì khách hàng cũng hay chia sẻ với Trang để Trang biết xe này như thế nào để Trang có thể hỗ trợ và tư vấn cho các bạn. Thì Trang thấy là dòng xe này là một trong những dòng xe mà anh chị mình ưa chuộng rất là nhiều nha. Tại vì so với thời điểm bây giờ thì N155 nó ra nhiều mẫu mã hơn, cho nên là anh chị mình đi theo xu hướng đời mới. Nhưng mà không các bạn ơi, phiên bản này nó vẫn có đời mới nha. Đây là đời của 2023 và hiện tại là chỉ trưng màu trắng ở đây thôi, nhưng mà đối với phiên bản mới thì Trang thấy có rất là nhiều luôn. Chẳng hạn như là xám bông đỏ nè, đen nhám nè, có phiên bản xanh nè. Nói chung là Trang thấy rất là nhiều bản màu zin cho các bạn lựa chọn. Nếu mà các bạn muốn tham khảo nhiều màu hơn thì có thể kết bạn Zalo để Trang gửi bản màu cho các bạn dễ tham khảo ha. Và điều đặc biệt ở đây là khi mà các bạn ghé qua cửa hàng có liên hệ cho Trang trước thì xe các bạn sẽ còn được giảm giá ha. Và những cái phụ kiện kèm theo xe, chẳng hạn như là các bạn muốn gắn thêm ba ga hay cách nước hay là những cái đồ chơi xe gì đó thì mình sẽ được giảm giá từ 30 tới 50%. Nhưng mà nhớ liên hệ trước để mình được nhiều ưu đãi nha. Và các bạn đừng quên là đăng ký kênh top 5 để các bạn có thể là cập nhật được nhiều giá xe và có thể gặp Trang. Nếu mà muốn gặp Trang thì ghé ngay 1164 tỉnh lộ 10 Tân Tàu A quận Bình Tân nha, để gặp Trang để Trang hỗ trợ cho các bạn cụ thể hơn nha.